ngọt mà dịu êm mười anh hái đào tiên quê mẹ ơi. Ngọt để đợi ai lao nước mùa hương hồi xứ nàng ơi, trời đất lúng linh xứ làng quê. Vườn nhà ai chiếu nắng cành lê ngây ngất mùa xuân về rừng rỡ, để lòng em càng nhớ càng thương để yêu mến quê hương xưa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Đây là ngọn núi cao nhất của tỉnh Lạng Sơn cũng như các tỉnh khu vực Đông Bắc, có độ cao trung bình từ 800 đến 1.000 mét so với mặt nước biển. Đỉnh Mẫu Sơn cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn. Sau đây mình sẽ đưa các bạn đi tham quan những cái khung cảnh của đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn nha. Hãy subscribe.
sao đôi chim thuyền đang tư tình. Tôi cũng kinh suy cười mây hơn mây, chợt một bông hoa phi tím tím lát lên sườn đồi, anh ngỡ rằng càng nhớ